chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Quá. Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng. Bạn gấu. Ui trời ơi, ước gì được đó luôn Hoàng ơi, ước gì được đó, ước là được ngồi kế, cái xong được ngồi kế thiệt luôn. Vâng, và xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Grand Events. Chào mừng mọi người đã đến với Reaction with Star. Và hôm nay tụi mình sẽ react MV mới nhất của Grand Events, Gặp Mây. Ok, và đây cũng là lần đầu mà Grand tới với X-Channel. Thì mình cùng nói đôi lời chào các bạn khán giả của X-Channel nhé. Hello, mình là Grand. Hôm nay Grand thực sự rất là vui khi mà có mặt ở đây để reaction cùng hai người trẻ này. Ren đã theo dõi SNL được khá lâu rồi, thì Ren xin gửi lời chào đến tất cả những ai mà đang xem SNL trên YouTube. Và có một điều nữa Ren muốn nhờ mọi người là cho Ren đeo kính, vì là Ren có quả cuồng thâm mắt rất là kiểu như là tốn nhiều năng lượng làm nhạc về đêm đúng không? Có nghĩa là trước khi mà ra mắt cái bài này là bao nhiêu chủ ngày không ngủ rồi đúng không? Chuẩn đấy. Cho phép Ren đeo kính. Và đây là hai thành viên mới có mặt trên SNL và hôm nay ăn gì? Yeah, mình là Kanhi và đây là Chi Tăng. Thường thành viên mới nào lên Debut cũng là reaction trước, có mấy đứa lấy vía nha. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ reaction một ca khúc rất là mới có tên là Gặp Mai của Ren Evans. Chưa nghe thì hồi nãy là mình, Nam Khánh và Thanh Hằng đã được nghe Ren giới thiệu là đây là một cái bài hát là Ren làm từ A tới Á luôn. Nên là bây giờ Ren đưa tụi mình một cái thử thách là Ren cũng sẽ ngồi reaction chúng tụi mình mà Ren không cần đeo tai nghe. Cho Khánh với Hằng đeo tai nghe full buổi luôn, đeo full tai nghe luôn để cảm nhận hết được cái beat và cái product của cái bài hát này đúng không? Ok. Ok. Bây giờ thử nha. MV này sẽ kéo dài 3 phút 20 giây. Cũng khá là ngắn. Chapter 1. Đâu đâu quá. Đỉnh giờ. Okay. Đấy, giúp. Mới đầu là phần nhạc rất catchy nha. Vừa vô một phát thôi nha mọi người, liền cái âm thanh rất là lôi cuốn luôn á. Ôi ai thay tay cho cái MV này mà đẹp thế. Ngầu quá mọi người ơi. The artist. Giờ đi trắng tay em trong lòng anh không như trước. Ôi đừng. Wow. Có vẻ là chúng ta được giới thiệu với rất là nhiều nhân vật đúng không? The artist, the lovers nè. Cách xa tầm tay mà lại cảm thấy đau hơn là tự vui mình trong nỗi tiếc. Baby thôi anh chẳng cần nghìn lời xin lỗi. Em gieo giấc mơ nhưng cô dâu quên đi tưới trồng, để lại mình anh thật vu vơ, thật ngu ngơ khờ dại. Giờ còn gì thì nói nốt. Nhưng mà bối cảnh đều thay đổi rất là liên tục và rất đẹp mà mình không có bị rời ấy. Hay là do bạn đẹp trai quá nên là chị mê. Em nói cái gì vậy bé này? Grand hay quá. Sao gặp nhau, sao nỡ quên được một ai, ưng nhất đôi giày nhầm size. Trời ơi, phê quá mọi người, nổi da gà luôn á. Ưng nhất đôi giày nhầm là size. Sao, là sao? Em không hiểu khúc đấy. Trời, cái câu đó nghe đúng kiểu giống như mấy cái bạn nữ bây giờ thích một cái mối tình mà không phù hợp với bản thân mình á. Chị có vậy không? Không, vậy đó. Đôi giày vừa size chứ không. Mang chợt hay mang động đau chân không. Rồi ưng đôi giày mà không vừa size. Mọi người đang ở đi làm một cái tiệm là Nike đi, và Adidas, xong mọi người nhìn một cái đôi giày rất là thích, mình rất là vừa ý mình, màu sắc này, xong cái dáng của nó nữa. Em ơi, đôi này còn đúng một size này thì lúc này tâm trạng mình nó sẽ như thế này. Nó sẽ là với một người cô gái là có thể là đúng người nhưng mà sai thời điểm chẳng hạn. Đó, nhưng mà cũng có sẽ có nhiều người cho dù hết size mà vẫn sẽ đâm đầu mua cái đôi size lệch mình chút đúng không? Ví dụ rộng hơn một xíu thôi kiểu okay, chấp vá vô luôn thôi kệ, đang sale Black Friday em chốt luôn cái đơn này nha. Đúng không? Cái xong cuối cùng ôm đôi dài và không bao giờ được mang nó một cách trọn vẹn hết. Kiểu hoặc là mang sẽ rất là khó chịu. Nó rất là hay đúng rồi. Một cái điểm sáng của MV là những cái outfit tuyệt vời luôn nha. Anh gặp mày chúng ta là sai, sao gặp nhau sao nỡ quên được một ai, ưng nhất đôi giày bao lại đúng cái khoảnh khắc đó luôn. Nhất đôi giày nhầm sai. Cái động tác đấy em thấy giống trong cái bài của Michael Jackson đấy, chị nhớ không? Nhớ. Michael Jackson thì lao về đằng trước, còn bạn thì lao về đằng sau. Baby chắc là số mình
không duyên. Cá này là khó này, yếu rồi để gió này. Đến bây giờ thì lại có này, mà nếu anh nhớ không nhầm, em thích ăn rau cần và theo thói quen anh lại phải mua mớ rau ăn lại. Rất nhiều rau cần xung quanh tay nha. Ok, anh để em đi, nhưng mà đôi khi anh vẫn lên mấy story xem đi, xong xem lại, lâu lâu buồn buồn lại alo kêu thằng homie. Ta cần oxy, cho ta đi hít thở một vòng Hồ Gươm nó lại lôi đi, nghe nhạc lo-fi. Tức là ở Hồ Gươm nó có một cái mùi gì đó, em không biết đó là cái mùi gì, nhưng mà cái mùi đấy rất sảng khoái. Thì em hít cái mùi đấy. Mình đi ra phố đi bộ mình hít. Không hít hít khói bụi. Anh nhầm lâu chi như một liều thuốc ăn thần không tìm muốn lối ra. Tìm đừng lâu chi. Thế chưa, em biết là đẹp trai nên em phải dừng lại cho chị đó. Mà thằng Thanh, thằng nào? Chị nói em, Kang Hy, bé Kang Hy đó mọi dạ, người. Dạ, đi ra ngoài. Thôi đừng giận, đừng giận. Bé Kang Hy nó có cái rất hay mọi người, đó là nó bô lại khoảnh khắc nào là ngay cái khoảnh khắc đó là đẹp. Chút thôi em trong giấc mơ. Rất là nhiều cái tạo hình khác nhau, mình cũng rất là thắc mắc không biết là ý nghĩa cái tạo hình này là gì đó. Lát phải nhờ Ren giải thích nha. Ôi ôi, 2 phút 29 giây đỉnh. Giọng của bạn rất là hay luôn á. Yes, và có những ngày anh đi tìm em trong giấc mơ và khi anh thức dậy. Cái nghĩa giống như mấy cái câu trong phim vậy. Ờ, có đúng những rồi, ngày đúng hay quá vậy. Có những ngày, yes, có những ngày anh gặp em trong giấc mơ và khi anh thức dậy. Đó, cái tiếp này nó đắt giá quá mọi người ơi. Sao nỡ quên được một ai, ứng nhận đôi giây nhầm sai. Chờ cái khúc bè đó. Ứng nhận đôi giây nhầm sai. Chào khúc này anh mặc đồ nhìn ngầu mọi người. Ủa, nó replay lại mọi thứ, rewind lại mọi thứ. Kết với nhân vật The Sim mọi người, The Sim. Chapter 2 coming soon. Có vẻ là đây chỉ là một cái chapter đầu tiên trong một cái chuỗi những cái câu chuyện mà Ren chuẩn bị kể cho chúng ta thôi mọi người. Mà trước tiên phải rất là cảm ơn Ren đã cho tụi mình react với hai cái tai nghe, tại vì sao? Nó về quá. Đó, mình nghe được từng cái tiếng. Bùng 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 luôn. Âm nhạc trong này. Từng cái tiếng dụng cụ, từng cái lớp lan bè đều nghe được rất rõ nha. Và rất là được đầu tư, đúng không? Anh vẫn đang cuốn trong cái giai điệu đấy và vẫn mong chờ là sau cái đoạn flashback này sẽ là có cái gì đó nữa, đúng không? Thôi má bớt đi má ơi, vừa thôi. Làm MV bao nhiêu tiền cho con nhiêu đó được rồi. Coi miễn phí mà đòi quá à. Chắc nãy giờ mình xem 3 phút nhưng mà người ta phải quay mấy tháng trời, cả năm trời. Em nghĩ là người ta đã dành á. Chỉ tầm 1-2 ngày thôi là xong rồi. Dựng hậu trường, ý tưởng, bài nhạc, các kiểu đúng không? Thì trước tiên là mình giải thích thử đi những cái, tại vì đến với cái MV này chúng ta được giới thiệu rất là nhiều nhân vật, đúng không? The Narcissist, mà The Lovers, rồi The Nerd, và cuối MV là một cái nhân vật rất là dễ thương, The Sim. Không biết tại sao lại có những cái nhân vật này có ý nghĩa gì ta, hay là mình sẽ giấu nó từ từ mình review ở chapter 2. Thôi để em giải thích một lần cho nó gọn lẹ những cái nhân vật trong MV. Cái ý tưởng này nó đến sau khi mà MV đã ra, thực sự là sau khi chứ không phải là trong cái quá trình làm hoặc là trong lúc lên ý tưởng, mà sau khi làm cái MV này, rồi sau khi dựng lên thì Ren ngồi lại với team của Ren thì mới ra ý tưởng là hay là mình làm một bộ bài tarot, và từ đó là nó cũng là một cái tiền đề cho Ren làm những cái bộ bài tarot đó và tạo ra những nhân vật không hề có dự tính trước. Thật ra là mình nghĩ là mình và chị Hằng đều hiểu chữ sim là gì, nhưng mà đối với những bạn khán giả đang xem mà không hiểu sim là gì thì Ren có thể giải thích cho mọi người được không? Sim là một thường thì chỉ cho những người con trai, mình yêu cùng nhật, mình trao đi rất là nhiều năng lượng tình yêu nhưng mà lại không nhận được lại, cuối cùng thì mình là người sim. Nó viết tắt cho chữ suckers idolizing mediocre. Nó viết tắt cho chữ đó đó mọi người, nhưng mà chắc cái chữ cuối này sẽ bị bíp lại thôi. Đó. Nhưng mà không biết cái nhân vật này nó có giống gì với tính cách đời thường ngoài của Ren không? Nó rất là giống đấy, bởi vì Ren viết cái bài này theo gọi là theo cảm nhận luôn. Kiểu mình có gì mình viết đấy. nên là tất cả những cái câu chuyện trong này là mình ngồi một đêm mình viết. Ren tốn bao lâu để viết và hoàn thành luôn cái phần production cho bài hát này? Nói thật thì là khi mà Ren viết nhạc thì Ren viết rất là nhanh, có thể trong một ngày viết xong hoặc là kể cả phối khí 1-2 ngày là xong, nhưng mà cái quá trình mà mình ngồi mình suy nghĩ lại là nó có hợp lý hay không ấy, thì nó lại dài hơn. Thì Ren không biết là Ren không ước tính được là bao lâu, nhưng mà có lẽ là tầm
một tháng để cho bài này gặp anh. Cái phần chất nhạc thì đã rất là đầu tư, mọi người thấy một tháng và còn rất nhiều thời gian sau đó nữa đúng không, để hoàn thiện cái bài này. Vậy thì về cái phần visual đi, cái MV này tốn bao nhiêu lâu để chúng ta ghi hình và chúng ta làm ra cái thành phẩm cuối cùng? Thì cái lúc mà lên ý tưởng thì trong cái khoảng thời gian đó thì Ren gặp anh Kiên, Ren gặp tất cả những ai mà đã đóng góp trong cái project, lý ý tưởng khá là nhanh, tầm 2 tuần trước khi quay, bấm máy quay có đúng một ngày. Tất cả cameraman đứng đằng sau máy quay đang rất là sốc. Mắt chữ O, mồm chữ A, tại vì không thể tin được mọi người. S Channel. Đúng rồi, là chia sẻ với Ren luôn. Ren đến cái dịp này á là S Channel đang tính quay một cái MV parody vào cái dịp Tết, nhưng mà bây giờ là phải ghi trước một plan với cái lịch là 3 ngày mà còn trừ hao khúc đằng sau nữa, mà không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ tự nhiên mình có MV đi xong mình cái hổ thẹn quá. Mà MV thì rất là đầu tư về rất ánh sáng, concept này. Outfit rất là đẹp luôn. Chỉ trong một ngày thôi. Chết rồi, chết tụi mình rồi Ren ơi, Ren vậy là chết tụi mình rồi. Trời ơi, mình ước gì mình có cái máy quay để mình quay ngược lại cameraman, mọi người, cameraman ai cũng sốc hết. Cái định hướng của Ren á thì ở phần MV này nó khá là khác so với Thích Em Hơi Nhiều. Thì không biết là bạn sẽ sau định hướng sau này của bạn là bạn muốn nghiêng về phần bên nào hơn? Ren nghĩ là Ren là một cái hỗn hợp của tất cả những thứ đó. Ren có nhiều thứ lắm, tức là mình cứ đợi nó sẽ ra rất nhiều thứ khác. Chị mới chapter 1 thôi chị. Có thể review cho mọi người là còn bao nhiêu chapter nữa không? Có một con số nào không? Giờ mọi người cứ thử nghĩ nó như là một bộ phim dài tập đi. Ví dụ mình là người đạo diễn thì mình thấy khán giả nó thấy nó hay, nó ủng hộ thì mình cứ làm đi. Đó là sao? Cái thông điệp này là sao? Mọi người càng ủng hộ là sẽ có càng nhiều chapter cho mọi người. Đó, để mình dịch lại cái lời của Ren nói cho mọi người là vậy. Bây giờ mình đã có 2 cái single, mình coi như cho là cũng rất là thành công một cái phần ra mắt rồi. Không biết là sắp tới Ren có dự án cho một cái album hoặc cho một cái sản phẩm nào thật sự đầu tư không? Ren sắp tới thì cái đầu tiên là Ren dự ra một cái EP cho mọi người nghe. Và cái dự định thứ hai trong năm nay của em là ra một album. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đấy, mọi người you hear, mọi người nghe ở đây đầu tiên nha. S Channel có thông tin này đầu tiên nha. Năm 2022, Ren Evans sẽ ra album. Và đó cũng chính là phần reaction của Nam Khánh, Thanh Hằng và Ren Evans cho MV Gặp May. Thực ra là cái nhận định cuối cùng của mình với lại cả chị Hằng luôn về MV này, đây là một cái sản phẩm rất là đầu tư, rất là mới mẻ, rất là táo bạo trong thị trường Việt Nam. Thật sự là rất là ít ai sẽ theo được cái hướng âm nhạc như thế này. Và mình rất rất là vui khi mà đã có một cái tân binh Gen Z. Mọi người vẫn hay gọi Ren là một tân binh Gen Z ở và trong một nghệ sĩ rất là tài năng. Đúng không? Đã đi theo một cái hướng âm nhạc rất là mới, rất là lạ này. Và rất là cuốn hút luôn, đúng không? Tài năng làm nhạc từ A tới Á. Wow, rất xuất sắc. Không biết là Ren có lời nói gì gửi đến các bạn khán giả S Channel nữa không? Kêu các bạn ủng hộ cho các sản phẩm Gặp May của mình. Thì sản phẩm Gặp May thì đã được lên YouTube này, Spotify, Apple Music thì mọi người có thể lên đó nghe nhạc. Và cuối cùng, nói chung là lời cuối cùng thì Ren muốn thank you hai anh chị. Rất là cảm ơn mọi người đã đưa Ren đến chương trình. Và Ren cảm ơn tất cả lại các người trong hậu kỳ. Chúc những ai đang xem, đang theo dõi S Channel một năm mới thật là vui vẻ, rất là ấm cúng với người thân và gia đình. Và chúc mọi người gặp may. Chúc mọi người gặp may quan trọng đó nha. Chúc mọi người gặp may. Ok. Có thể là trước khi mà sẵn nói lời tạm biệt với mọi người, Ren hát một câu. Hát bài mới luôn. Đúng không? Bài mới luôn để tạm biệt các bạn được không ạ? Giờ đi trắng tay, em trong lòng anh không như trước. Mọi người ơi, mình biết không? Say, mà lại cảm thấy đau hơn là từ vui mình trong nỗi tiếc. Baby thôi, anh chẳng cần nghìn lời xin lỗi. Em gieo giấc mơ nhưng cô dâu quên đi tưới chồng, để lại mình anh thật vu vơ, thật ngu ngơ khờ dại. Giờ cần gì thì nói nốt. Trời ơi, mọi người ơi, biết là trước khi tới đây Ren ăn gì luôn, đĩa CD hát như nút đĩa gì đó. Hát như nút đĩa luôn. Ok, rất là cảm ơn Ren Evans đã có mặt cùng S Channel ngày hôm nay. Mọi người cảm thấy như thế nào về MV Gặp May của Ren Evans? Hãy nhớ để lại comment phía bên dưới nha. Và đừng quên là coi MV Gặp May của Ren Evans để ủng hộ cho bạn ấy nữa nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ like, share và subscribe cho S Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Happy New Year mọi người nha. Happy New Year.